Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tác dụng và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19. Hà Nội đã thực hiện xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 7 tháng 8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Facebook vừa tiến hành khởi động chương trình Sức sống Việt Nam. Ngành đường sắt lao đao vì dịch bệnh quay trở lại. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lượng người cài ứng dụng truy vết Bluezone đã tăng vọt. Tính đến ngày 9 tháng 8, ứng dụng đã đạt tới 13,2 triệu lượt tải, tăng gấp 66 lần so với trước thời điểm ngày 25 tháng 7. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhờ ứng dụng Bluezone đã có ít nhất 21 trường hợp F1, F2 được phát hiện. Hiện tại, các địa phương đã có số người dùng Bluezone cao nhất là Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn với tổng cộng 3,68 triệu người. Ứng dụng cảnh báo cho người dân nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Việc ghi nhận diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo tính riêng tư. Bluezone được phát triển dựa trên triết lý bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Nếu một người cài đặt Bluezone cho 3 người khác thì theo tính toán chỉ trong khoảng 3 tuần, hầu hết người dùng smartphone sẽ được cài đặt Bluezone và được hệ thống bảo vệ. Theo báo cáo, Việt Nam có khoảng 75 đến 80 triệu người trưởng thành đang sử dụng điện thoại di động. Do vậy, nếu có khoảng 60% số người này, tương đương 45 đến 50 triệu người cài đặt ứng dụng Bluezone trở lên thì phần mềm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần giảm tải cho tuyến đầu chống dịch COVID-19. Bluezone đang là phần mềm được Việt Nam sử dụng để chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa biết tác dụng cũng như chưa biết cách cài đặt phần mềm này. Trong chương trình ngày hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin giới thiệu về tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone để giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19 qua clip sau đây. Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét. Mỗi một smartphone sau khi cài đặt Bluezone sẽ được gọi là Bluezoner. Các Bluezoner kết nối với nhau thì tạo thành cộng đồng Bluezone nhằm theo dõi và truy vết các tiếp xúc gần với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Nếu có kết quả trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Bluezone có 5 đặc trưng quan trọng: bảo mật về dữ liệu, không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng, ẩn danh, minh bạch, không tốn pin. Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE, do đó có thể bật Bluetooth cả ngày, cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% pin. Bước 1. Trên điện thoại, vào CH Play trên điện thoại hệ điều hành Android hoặc vào App Store trên điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2. Gõ từ Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3. Chọn ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử, cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt. Bước 4. Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, nên bật Bluetooth 24/24 giờ để có thể phát hiện kịp thời chính xác các ca nhiễm COVID-19 khi người dùng ứng dụng chẳng may đi đến các vùng đang có dịch. Do ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nên người dùng không cần lo lắng về việc tốn nhiều pin trên điện thoại. Bước 5. Tiếp theo chọn mục quét xung quanh. Bước 6. Sau vài giây, nếu người dùng dùng ứng dụng Bluezone đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm F0 hoặc các ca F1, F2 mà có dùng ứng dụng Bluezone thì hệ thống sẽ thông báo với người dùng biết được và có biện pháp cách ly phòng ngừa lây lan ra cộng đồng. Lưu ý, con số trong ô màu xanh khi quét xung quanh chỉ là những người dùng có cài ứng dụng Bluezone ở quanh đó, không phải là các ca nhiễm hay nghi nhiễm. Số người ở gần được tính khi hai người dùng Bluezone ở cạnh nhau trong phạm vi dưới 2 mét. Vừa qua, tập đoàn Vingroup đã bàn giao lô máy thở đầu tiên gồm 1.700 chiếc cho Bộ Y tế, đồng thời tặng hóa chất, thực hiện 56.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2, real-time PCR cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh. Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng thuộc Vingroup cũng cam kết tiếp nhận mẫu từ CDC Đà Nẵng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí với công suất tối đa 500 test trên một ngày.
Đây là lô máy thở đầu tiên trong kế hoạch tặng 5.000 máy thở không xâm nhập VFS310 cho Bộ Y tế của tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu từ Bộ Y tế, Vingroup đã đồng ý chuyển gói tài trợ 5.000 máy thở không xâm nhập VFS310 thành 3.000 máy thở xâm nhập VFS410. Đây là những mẫu máy thở xâm nhập made in Việt Nam được phát triển và sản xuất hoàn toàn từ hệ sinh thái Vingroup với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 70%, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch, trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các nơi công cộng. Từ ngày 7 tháng 8, Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Theo đó, người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố, bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng. Hà Nội có gần 97.000 người về từ Đà Nẵng. Thành phố cũng đang phối hợp với Đà Nẵng chuẩn bị đưa thêm gần 1.000 người nữa trở về, nên đã chuẩn bị 1.000 giường bệnh và một bệnh viện dã chiến sẵn sàng công tác điều trị. Khoảng 75.000 người từ Đà Nẵng về kể từ ngày 15 tháng 7 sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết sẽ không lấy mẫu đồng loạt như trước và ưu tiên xét nghiệm theo trình tự nhóm nghi nhiễm F1, người có biểu hiện và những người về từ ngày 29 lùi về trước. Các chuyên gia của Bộ Y tế nhận định đây là một số lượng mẫu rất lớn, cần phải tăng công suất xét nghiệm để đảm bảo thời gian. Mỗi mẫu là một cái xét nghiệm thì nó rất tốn kém. Thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất là chúng ta có thể sử dụng phương pháp gọi là xét nghiệm trong nhóm hoặc là gộp vào cũng được, mà theo cái tính toán của chúng tôi cũng như là cái tham khảo các cái phương pháp của CDC Mỹ cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta có thể gộp 5 mẫu trong một xét nghiệm, thì nó sẽ giảm được cái thời gian cũng như là giảm được cái số lượng sinh phẩm mà chúng ta phải sử dụng. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, bệnh viện trung ương tăng tối đa công suất và khẳng định dù Hà Nội cần bao nhiêu cũng sẽ đảm bảo đủ sinh phẩm cho các cơ sở y tế. Thì sẽ giao cho 4 cái đơn vị chính và 4 đơn vị này sẽ tiến hành xét nghiệm khoảng 70.000 mẫu xét nghiệm PCR cho thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai 40.000, Bệnh viện Nhi 10.000, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 10.000 và Viện Vệ sinh Tế Trung ương 10.000. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết các cơ quan trung ương sẽ hỗ trợ Hà Nội triển khai xét nghiệm máu để kiểm tra miễn dịch cho các trường hợp trở về từ trước đó, từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 15 tháng 7 và các đối tượng nghi ngờ. Tuy nhiên, thành phố sẽ phải thực hiện xét nghiệm cho các nhân viên y tế, kiểm soát chặt chẽ những nơi có nguy cơ cao. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng tránh là trách nhiệm của mỗi người dân. Tại nhiều chung cư ở Hà Nội, hệ thống phòng dịch đã được kích hoạt trở lại nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Tuy nhiên, lần này, liệu mức cảnh báo có được nâng cao hơn? Mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh của phóng viên. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch từ ngày 1 tháng 7 2020 đến nay phải cung cấp thông tin cho Tiểu ban phòng chống dịch và cơ quan y tế phường để kịp thời có các biện pháp theo dõi sức khỏe. Đều đặn mỗi ngày, những bản tin thông báo liên tục được ban quản lý tòa nhà này phát đi để kêu gọi cư dân chủ động khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch như rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong cái thời gian này, qua nắm bắt tình hình và cũng như là cư dân khai báo thì về cư dân về từ vùng dịch thì cũng trên 10 người. Và cái này cũng đã ý thức của cư dân thì cũng đã khai báo và với cơ sở y tế của phường và cũng đã triển khai test trong thời gian vừa rồi. Đặc biệt, tại chung cư này có một trường hợp đang chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà nên công tác phối hợp giữa ban quản lý, ban quản trị và y tế phường luôn được gắn kết chặt chẽ. Mọi thông tin diễn biến đều được cập nhật và thông báo trực tiếp bất kể thời gian để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Chung cư, chợ, rồi trường học, đấy là những cái nơi mà chúng tôi để ý và quan tâm đầu tiên. Có 3 đội phản ứng nhanh, trực thường trực 24/24. Phường cũng đã có những cái tổ
tổ phòng chống dịch có thông tin là chúng tôi lập tức tiếp cận với cả đối tượng. Ngay khi dịch có dấu hiệu bùng phát trở lại, nhiều tòa chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lập tức kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, thường xuyên duy trì công tác vệ sinh khử khuẩn. Người dân cũng đã chủ động hơn và thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh nguy cơ lây nhiễm. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo và khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, trong quý 2, người Việt Nam đã chi tiêu ít hơn so với quý trước, đặc biệt người tiêu dùng Việt Nam nằm trong top tiết kiệm nhất thế giới. Theo báo cáo này, người tiêu dùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong xu hướng tiết kiệm. Vào quý 2, tỷ lệ 72% người được hỏi cho biết sẽ tiết kiệm tiền nhàn rỗi. Việt Nam đứng đầu với việc có nhiều người tiêu dùng tiết kiệm nhất thế giới, xếp ở phía sau là Hồng Kông, Trung Quốc 68% và Singapore 65%. Cũng trong quý 2, người Việt Nam thừa nhận rằng họ đã chi tiêu ít hơn so với quý trước. Ngoài tiết kiệm, tiền nhà rỗi của người Việt được chi cho việc quần áo mới. Thêm vào đó, chi tiêu vào du lịch và giải trí bên ngoài ít hơn so với quý trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao tinh thần dân tộc, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Facebook vừa tiến hành khởi động chương trình Sức sống Việt Nam nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng. Chương trình Sức sống Việt Nam tiếp tục các nỗ lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển trong và sau dịch COVID-19. Chương trình sẽ đào tạo cho doanh nghiệp các kỹ năng và xây dựng chương trình tìm kiếm, phát triển nguồn lực quốc gia qua mạng xã hội thông qua chuỗi các hội thảo trực tuyến được phát trên fanpage của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trang Facebook của Việt Nam. Đây là chương trình nằm trong dòng chảy Tự hào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động từ cuối năm 2019 sau hợp tác thành công giữa Facebook và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chương trình Bao la Việt Nam. Từ nay tới cuối năm, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới các đối tượng khác nhau như Yêu thương Việt Nam với chuỗi phim ngắn và âm nhạc về trẻ tự kỷ và Gậy trắng Việt Nam với các hoạt động hỗ trợ người khiếm thị. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Trong văn bản, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tuyển chọn đúng đối tượng, đáp ứng các yêu cầu đối với người lao động trong thỏa thuận ký kết. Đặc biệt, ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương. Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, cơ quan cấp tỉnh quyết định các biện pháp ký quỹ, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký cam kết với cá nhân, gia đình người lao động, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và pháp luật trong nước. Vừa qua, lần đầu tiên, Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, lãnh đạo các sở quản lý du lịch các địa phương, lãnh đạo của các hãng hàng không, Hiệp hội Du lịch các hãng lữ hành, vận chuyển, khách sạn, cơ sở dịch vụ du lịch. Ngành du lịch nhận định, đợt dịch này có thể nói là một cú đấm bổ đối với doanh nghiệp khi lượng khách hủy tour lên đến 95-100% cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2020, hai tháng cao điểm du lịch nội địa. Các hãng hàng không, doanh nghiệp khách sạn, nhà đầu tư dịch vụ du lịch vừa trải qua giai đoạn khó khăn, có cơ hội khôi phục một phần dịch vụ, lại tiếp tục đối mặt với thách thức. Trong đó, doanh nghiệp lữ hành đang chịu sức ép lớn nhất vì khoản tiền cọc vé hàng không, lưu trú, khách du lịch hoãn, hủy tour thì đòi hoàn tiền. Vì vậy, lữ hành đang rất cần sự hỗ trợ của các bên liên quan trên tinh thần hợp tác cùng chia sẻ. Chúng tôi cũng rất hiểu rằng là các hãng hàng không cũng áp lực rất mạnh về mặt tài chính. Tại vì những doanh nghiệp lớn thì áp lực tài chính càng lớn. Do vậy là cũng mong muốn thế nào đó để cho Cục Hàng không Việt Nam cũng có giải pháp cho về mặt tài chính dòng nguồn tiền để cho các hãng hàng không để có thể có khả năng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, chia sẻ với các doanh nghiệp về chuyện hoàn hủy. Thay vì cái việc bồi hoàn tiền mặt, lại tiền đã đặt cọc bằng hình thức là lùi cái thời gian đi du lịch vào thời điểm khác thích hợp hơn, hoặc là nhận một cái voucher để có thể là thay bằng hình thức đi du lịch bằng các cái hình thức khác, đi du lịch khác, thì có góp phần làm giảm được cái áp lực này.
Một vấn đề cũng được nhiều đại biểu rất quan tâm là chính sách hỗ trợ. Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm. Tuy nhiên hiện tại người lao động trong lĩnh vực này vẫn chưa tiếp cận được. Hoặc là chúng ta có cái tài trợ cho một số lao động mà nghỉ việc ấy, thì chúng tôi có trình lên là hướng dẫn viên, nhưng mà cũng không thể nào mà giải quyết được. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng đề xuất chính sách tiếp cận vốn vay, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết do ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, dự kiến 7 tháng năm nay lỗ 725,9 tỷ đồng. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách đi tàu 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn 2 triệu lượt hành khách, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu đã khiến vận tải đường sắt đối mặt với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. Cuối tháng 7 đến nay do bùng phát đợt dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải dừng hàng chục mác tàu trên các tuyến do khách trả vé không đi, lượng khách trả vé tương đương số tiền hoàn khoảng 25 tỷ đồng người lao động. Người lao động đường sắt đã phải nghỉ luân phiên, giãn cách hợp đồng vì không có tàu. Chỉ sau một tuần xuất hiện trở lại các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành đường sắt đã giảm hơn 50% lượng khách đi tàu so với thời gian trung tuần tháng 7. Kéo theo đó, hàng chục đoàn tàu khách đã phải tạm dừng hoạt động cũng như giảm tần suất. Đây được xem là giai đoạn khó khăn chồng chất khi hoạt động của đường sắt mới chỉ được vực dậy một thời gian rất ngắn sau dịch COVID-19 những tháng đầu năm. Đến 9 giờ sáng tại ga Hà Nội, chỉ có duy nhất anh Hà Hữu Cường đến mua vé tàu về Thanh Hóa. Dịch bệnh quay trở lại lần này khiến anh thực sự lo lắng. Trước đó anh có thói quen bắt xe khách về quê, nhưng lần này anh quyết định đi tàu dù phải chờ đợi. Theo anh, đi tàu hỏa là cách lựa chọn tốt hơn cả, vì trên tàu hỏa, việc thực hiện giãn cách sẽ tốt, an toàn hơn xe khách. Thì lên tàu an toàn hơn là đi xe khách. Thì là được kiểm soát tốt hơn là xe khách từ bến xe, nhiều người sẽ không được kiểm soát chặt chẽ như ga tàu. Nếu như những ngày đầu và trung tuần tháng 7, người dân đến ga Hà Nội mua vé, đặt vé đi tàu đông đúc, thì hôm nay chỉ lác đác một vài khách ra ga để mua vé, đi những chặng ngắn. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phải tạm dừng nhiều đoàn tàu, nhưng ngành đường sắt vẫn siết chặt công tác chống dịch bệnh, nâng cao công tác tuyên truyền, ý thức tự giác cho cả nhân viên và hành khách. Phòng chống dịch ở ga là rất tốt, có xịt khuẩn và đeo khẩu trang, yêu cầu đeo khẩu trang trên cả trong cả chuyến đi và khi xuống tàu. Chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt của khách hàng và các khách hàng khi sử dụng phương tiện tàu hỏa thì cũng phải kê khai y tế trước khi lên tàu. Khách mua thì hủy, mà khách có nhu cầu đi thì cũng là rất là hạn chế. Do đó là cái số lượng hành khách sử dụng phương tiện tàu hỏa là giảm đi rất là nhiều. Đã có hàng trăm hành khách hủy vé đi tàu vì lo ngại dịch bệnh. Chỉ trong một tuần qua, lượng khách trả vé lên tới 25 tỷ đồng. Dự kiến 7 tháng đầu năm nay, ngành đường sắt lỗ khoảng 700 tỷ đồng. Trong những ngày đợt dịch bệnh trước thì chúng tôi đã phải tạm dừng, tạm hoãn lao động khoảng cỡ 4.000 lượt cán bộ nhân viên, 4.000 trên 7.000 lực lượng làm việc về kinh doanh vận tải. Và đợt này nếu như tiếp tục kéo dài thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện là cắt giảm và thực hiện lao động luân phiên. Nếu mà dịch đến hết năm thì chúng tôi đang dự kiến lỗ khoảng cỡ 1.400 tỷ. Để vừa đảm bảo duy trì các đoàn tàu phục vụ người dân, vừa ổn định đời sống người lao động và hỗ trợ việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, ngành đường sắt đã đưa ra các phương án tăng cường hoạt động các đoàn tàu chở hàng, nhất là hàng hóa xuất khẩu nông sản, thủy sản. Dự kiến đoàn tàu chở hàng sang Trung Quốc theo tuyến đường sắt liên vận Việt Nam-Trung Quốc sẽ tăng hơn 10% so với trước đây. Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau 10 tháng xác lập chuyên án, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công hai băng nhóm giang hồ gây nhức nhối dư luận trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Lực lượng phá án đã bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 1 kg thuốc nổ cùng kiếp mìn và nhiều tang vật liên quan khác. Đây là các đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới và hoạt động tín dụng đen. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, truy bắt các đối tượng có liên quan khác để làm rõ hành vi của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.